Thưa quý vị và các bạn, Thiền sư Vạn Hạnh đã ngồi tọa thiền trong đêm trên một tảng đá linh thiêng. Tự tay Thiền sư miết nhẹ lên phiến đá bốn chữ là Lý Gia Linh Thạch, có nghĩa là đá thiêng của dòng họ Lý. Thiền sư đã nghĩ về vị vua mới Lý Công Uẩn với những ký ức về sự sinh ra và lớn lên của người. Từ một chú bé 3 tuổi, được mẹ là người phụ nữ họ Phạm gửi nhờ sư Lý Khánh Văn cho nương tựa cửa Phật tại chùa Kiến Sơ Hương Phù Đồng. Nhờ một sự túc duyên mà Thiền sư Vạn Hạnh đã đón chú tiểu Lý Công Uẩn về dày công, giáo hóa, dạy dỗ, khai mở tâm tuệ với mục tiêu để Công Uẩn trở thành đấng bậc chân dân. Việc vua Lê Ngọa Triều bị bệnh và mất đã nằm trong sự tiên đoán của Thiền sư. Thiền sư đã căn dặn vị hầu cận bên vua Lê Ngọa Triều những việc cần thiết phải làm để tránh những hậu họa đáng tiếc xảy ra khi nhà vua mất. Để tiếp tục tìm hiểu về vai trò của Thiền sư Vạn Hạnh trong những buổi đầu lập lên triều Lý, mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý trong tập 1 Thiền sư dựng nước qua giọng đọc Thúy Trà. Lựa lúc thuận tiện, Đào Ca Mộc lại nói với Lý Công Uẩn: từ lâu trẻ con hát đồng sao, lời sấm khắp trong nước, ai cũng vào họ Lý sẽ phát. Việc ấy tưởng ông còn lạ gì, sự thể đã lộ ra như thế rồi. Họa đấy, phúc đấy, quyền biến thì chuyển họa thành phúc chỉ là chuyện trong gang tấc. Đào Ca Mộc ngừng lời, đoạn nhìn thẳng vào mặt Lý Công Uẩn và với vẻ quả quyết, ông dục: việc gấp lắm rồi, ông sớm liệu quyết đi, bỏ lỡ vận hội lại suốt đời ôm hận. Lý Công Uẩn dưng dưng cảm động nói: giá ơn ông đã đặt kỳ vọng vào ta, quả thật lòng ta đang rối, lại chẳng biết ý tứ các quan trong triều ra làm sao, ý tứ bách tính ra làm sao. Xin ông hãy vì ta mà dò xét, coi như thế nào thì ta mới dám quyết. Đào Ca Mộc cũng thấy sự băn khoăn của Lý Công Uẩn là xác đáng, nên ông tìm cách gặp quan hữu điện Tiền Đô chỉ huy sứ Nguyễn Đê. Nhân lúc sầm chiều, trời như tối lại, ông kéo Nguyễn Đê vào một góc khuất nói: tôi có điều tâm huyết muốn bày tỏ cùng ông. Có chuyện gì đấy, quan tri hậu? Phải chăng ông gần gũi hoàng thượng, có di chiếu hay cố mệnh hoàng thượng ký thác nơi ông chăng? Không, không phải thế đâu. Xưa này tôi với ông là chỗ tâm phúc, có điều gì mà phải giấu nhau? Tình thế này không thể đặt thằng nhãi danh 3 tuổi lên ngôi tôn được đâu. Họ Lê mặt rồi, nòi giống ấy phản phúc, không gây dựng lại làm gì. Dứt lời, Đào Ca Mộc nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Đê và tiếp: chắc tướng quân còn nhớ các việc diễn ra năm Canh Thìn 980 do Lê Hoàn tư thông với Dương Thị đã lập mưu giết cha con Đinh Tiên Hoàng, rồi vu cho Đỗ Thích lại tự phong cho mình làm nhiếp chính. Thấy cơ đồ nhà Đinh có nguy cơ mất về tay kẻ khác, nên Đinh Quốc Công cùng phụ thân của tướng quân phối cùng các tướng nổi lên định trừ Lê Hoàn. Chẳng may sự việc không thành, các vị đều rơi vào tay y và thất lộc. Nhờ có hai vị cao tăng là Pháp Thuận và Vạn Hạnh, nên tướng quân không những không bị trả thù mà còn được đặt vào chỗ then máy, hiện nắm trong tay toàn bộ quân cấm vệ cùng với vị phó của ông là Tả Điện Tiền Đô, chỉ huy phó sứ Lý Công Uẩn. Bây giờ mới là lúc ông phải ra tay, phải dùng quân cấm vệ chặn ngay các đường hiểm yếu, nội bất xuất, ngoại bất nhập, phòng có biến, rồi bàn bạc trong triều chọn lấy người đức độ tài cán, biết đường chăn dắt muôn dân, làm vững thế nước mà lập, chớ có hấp tấp đặt lũ cáo cày hùm sói lên ngôi tôn, ắt chúng sẽ hút hết máu mủ của dân lành, chẳng chóng thì chầy, sẽ dẫn đến cái họa tiêu vong cả đất nước chỉ vì sự ngu hèn và tham ác của chúng. Nắm chặt lấy bàn tay Nguyễn Đê, tri hậu Đào Ca Mộc thì thầm: ông có nhớ mấy ngày trước đây nhà vua đau đớn dữ dội, bèn triệu đại lão hòa thượng Vạn Hạnh vào triều chữa trị không? Đấy chính cái bữa ấy,
sau khi ở điện Trường Xuân ra, thì Hòa Thượng gặp tôi. Người dặn lại, trong 7 ngày nữa, tức là ngày Ất Tỵ, bệnh nhà vua ắt tái phát. Đau trong 7 ngày, rồi cứ thế mà đi. Nhà vua đi vào giờ Dậu, ngày Tân Hợi. Ông đã thấy nhà vua phát bệnh đúng vào ngày Ất Tỵ chưa? Còn hôm nay là ngày gì? Nhìn trừng trừng vào mắt Đào Cam Mộc, Hữu Điện Tiền Đô chỉ huy sứ Nguyễn Đề nói, hôm nay chẳng là ngày Tân Hợi sao mà ông chi hậu con phải hỏi? Vậy thì quả như nhời đại lão Hòa Thượng Vạn Hạnh đã nói, lúc này là giờ gì rồi? Nếu đúng như Hòa Thượng nói, thì giờ Dậu nhà vua tắt thở, thì giờ chẳng còn mấy nữa, quân cấm vệ đang ở trong tay ông, xoay chuyển thế cuộc thế nào cũng ở một tay ông. Nhược Băng bỏ lỡ dịp này, tay chân của Long Đĩnh độc chiếm ngôi tôn, liệu ông và những người chính trực có còn đất sống? Ta rất cảm kích những điều ông nói. Bấy lâu ta rất băn khoăn, đôi lúc cũng muốn ra tay trừ khử Hôn Quân, ngặt vì chưa tìm được người tâm phúc. Thật ra Hôn Quân không chỉ là kẻ thù của dòng họ Nguyễn nhà ta, mà y còn là kẻ thù của cả nước. Mấy bữa nay, thấy bệnh tình của Hôn Quân ngày một trầm trọng, các quan trong ngoài đã xôn xao. Ta với vài người đã có tính tới chuyện tôn ai lên ngôi báu. Trước kia, khi Hôn Quân còn hung hãn, tàn ác, mọi người đều nghĩ, cứ trừ được Hôn Quân thì ai đứng đầu trăm họ cũng được, miễn không phải đứa Hôn Quân này. Nay thì khác, mọi người đã bình tâm xét định, việc đưa người lên nắm giữ ngôi tôn là trao mệnh nước vào tay họ, nên không thể để cho đứa ngu hèn, hung hiểm, tự kỷ, bè đảng nắm giữ được, mà phải tìm cho được người đức độ khoan dung, người có đầu óc thông tuệ, nhìn xa thấy rộng, kiến thức hơn đời, lại phải là người có lòng vị nhân chứ không vị kỷ. Được, được ông khỏi lo, quyền chỉ huy quân cấm vệ vẫn nằm trong tay ta. Kẻ nào ho he, ta bóp chết. Ta sẽ phái Tả Điện Tiền chỉ huy phó sứ, nắm một nửa số quân Tùy Long, còn ta giữ một nửa. Ta sẽ đóng chặt 4 cửa thành, các điện Trường Xuân, Cực Lạc, Bách Bảo Thiên Tuế, cùng cả khu cấm thành, đến một cánh chim cũng không lọt vào được. Nhưng điều ta cùng mọi người quan hoài nhất trong lúc này là đặt ai lên ngôi báu. Ông đã có dự liệu gì chưa? Thử nói ta nghe. Đào Cam Mộc ra vẻ suy tư, trầm ngâm một lát rồi đáp. Tôi nói chỉ sợ ông cho là thiên vị, là thiển cận. Trời ơi, lúc này mà ông còn so đo, còn không tin nhau nữa, thì việc lớn hỏng mất. Thì xem các quan lớn trong triều đấy, ai có đức thì tôn lên. Ông thử cân nhắc xem, quan chi khu mật viện Trần Cảo, quan Thái Bảo, Đào Thạc Phụ, hai người ấy liệu có ai xứng đáng không? Các ông ấy là người tốt, chứ chưa phải là người tài đức mà cả nước tìm kiếm. Thế thì còn một người nữa, người này thì đức độ có, trí tuệ có, cương dũng có, xứng đáng để dân nước tôn thờ, nhưng có hai nhược điểm. Nhược điểm thế nào? Ông nói mau ta nghe. Thứ nhất là tuổi còn trẻ, thứ nhì là quan cấp chưa cao. Nguyễn Đề vồ ngay lấy cái người mà Đào Cam Mộc vừa nói. Sao ông thiển cận thế? Người như vậy đất nước đang cần. Tuổi trẻ là cần thiết cho đất nước. Tuổi trẻ có sức nghĩ sức làm, dám nghĩ dám làm các việc lớn, việc lạ mà lớp người già e ngại. Còn quan chức chưa cao thì có gì lạ? Từ lâu ta đã nghiệm thấy một điều tưởng như vô tình mà hóa ra chủ ý rằng triều đình đã hoàn tất được các cơ quan then máy để loại bỏ người tài. Bởi thế, sao nó còn dám sắp đặt người tài vào các cơ quan then máy để có chức trọng quyền cao? Vậy người đó là ai? Ông nói mau ta nghe. Đào Cam Lộc mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt hau háu chờ đợi của Nguyễn Đê, buông một câu hỏi lửng. Ông thử nghĩ, cái người như tôi vừa nói, còn lẩn khuất trong triều đình không? Tôi sao có óc bao quát và có mối quan hệ rộng được như ông mà biết? Người đó ở cạnh ông đấy. Ông thử bình tâm nhìn lại xem, có đúng như nhời tôi nói không? Nguyễn Đề xeo lên. Đúng rồi, Tả Điện Tiền Đô chỉ huy phó sứ
Lý Công Uẩn. Quả con người này hội được cái đức mà ông vừa nói. Thôi được, ta phải đi đây. Nói xong Nguyễn Đề đi liền. Thật ra thì từ bữa thiền sư Vạn Hạnh ghé thăm Lê Ngoại Triều tại cung Bách Bảo Thiên Tuế, vừa bước ra khỏi cửa khuyết, gặp ngay chi hậu nội nhân Đào Cam Mộc cũng vừa tới. Đào Cam Mộc từ lâu nghe danh đại lão thiền sư, trong lòng rất cảm phục, bèn cúi rạp xuống xá thiền sư một xá, miệng nói Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào đại lão hòa thượng. Thiền sư Vạn Hạnh không đáp lời mà nhìn thẳng vào gương mặt Đào Cam Mộc, bỗng ngài vẫy Cam Mộc đi theo về chùa Thiên Phúc. Phần ngồi chủ khách xong, sư nói thấy ông là người hiền lành phúc hậu nên ta không nỡ không cứu. Đoạn sư chỉ vào ấn đường Đào Cam Mộc nói, hung khí tụ ở đây, điểm này ứng vào sinh mệnh nhà vua, vì ông là người trông nom việc hầu hạ trong cung. Không cẩn thận trước cái chết sắp tới của nhà vua, ông phải lãnh án chu di. Đào Cam Mộc mặt mày tái xám, sụp lạy. Con cắn cỏ, con lạy đại lão hòa thượng, ngài là Bồ Tát tại thế, xin ngài cứu mạng cho con. Sư lim dim đôi mắt như người xuất hồn. Dây lâu, ngài mở bừng đôi mắt sáng chói như có hào quang, chiếu rọi vào gương mặt Đào Cam Mộc, khiến người mộc nóng bừng lên, mặt đỏ gay. Sư thong thả nói, được, ta sẽ cứu ông, nhưng phải làm đúng các điều ta dặn. Đào Cam Mộc nói líu cả lưỡi, con xin nhất nhất nghe theo lời đại lão Bồ Tát dạy bảo. Ta chưa đạt tới cõi của chư vị Bồ Tát, nhưng nghe ta nói đây. Dạ dạ, con đang nghe. Nhà vua sẽ tắt thở vào giờ Dậu, ngày Tân Hợi tháng Hợi này. Đào Cam Mộc nhẩm tính, vậy là chỉ còn 14 ngày nữa. Nhưng nhà vua đã có triệu chứng gì nguy kịch đâu mà có thể chết. Đọc được ý nghĩ của viên tri hậu cục nội nhân, thiền sư nói, trong 7 ngày nữa, tức ngày Ất Tỵ, nhà vua ắt phát bệnh, đau dữ dội trong 7 ngày, rồi cứ thế mà đi. Lúc nhà vua không kêu ca gì nữa, ấy là lúc tắt thở. Ông nhớ kỹ điều ta dặn đây. Thiền sư nhìn một lần nữa gương mặt Đào Cam Mộc, xem có thể nói ra được điều tối mật thuộc về thiên cơ không. Dường như yên tâm, sư nói, khi nhà vua phát bệnh, thế nào cũng cho đòi quan thái y. Nhưng trước khi mời thái y, ông phải cấp báo cho hai quan Tả Hữu Điện Tiền Chỉ Huy Sứ Lý Công Uẩn và Nguyễn Đề biết, để họ giám sát. Nếu không, ông sẽ can tội giết vua đấy. Đào Cam Mộc cụm đầu xuống đất, vái tạ thiền sư lia lịa. Quả nhiên, đúng đầu giờ Mão, ngày Ất Tỵ, Đào Cam Mộc cho bê nước ngũ vị hương và nội tẩm dâng nhà vua rửa mặt. Ngoại triều vung tay hất tung chậu nước đổ linh láng ra thềm ngọc, ướt cả long sàng. Liền lúc kêu thét lên vì đau đớn. Hỏi đau ở đâu, nhà vua chỉ lung tung. Thấy ứng lời của đại lão thiền sư, trong lòng Cam Mộc hết đỗi run sợ, bèn cho triệu gấp hai viên Tả Hữu Điện Tiền, nắm giữ toàn bộ cấm binh canh phòng nội tẩm và cấm thành. Một lát sau, Lý Công Uẩn, Nguyễn Đề có mặt. Hai quan Tả Hữu Điện Tiền Chỉ Huy Sứ nhìn gương mặt nhà vua đều cảm thấy có điều gì nghiêm trọng sắp xảy ra. Hai vị liền chia quân canh gác bốn cửa hoàng thành, canh gác các cung thất, nghiêm cấm sự ra vào của tất cả mọi người. Còn trong nội tẩm thì đến cả hoàng hậu cũng không được lùi tới. Cắt đặt canh phòng các ngả, rồi hai quan điện tiền mới cho triệu thái y ti và thái y chức đến chẩn bệnh cho vua. Các thái y xoay sở đến toát mồ hôi, vẫn không tìm ra được căn bệnh đang hành hạ nhà vua. Bệnh gì mà bạo liệt thế này? Sờ vào bất cứ chỗ nào trong ngọc thể, nhà vua cũng rú gào lên, thật là đau đớn. Tâm thần nhà vua mỗi ngày một hoảng loạn, suy sụp. Các thái y đã xoay đủ tứ chứng, nhưng cứ mỗi lần đổ thuốc, nhà vua lại nôn ọe ra cả mật xanh, mật vàng. Nhà vua phát bệnh đến ngày thứ ba,
thì khắp các chợ trong thành Hoa Lư, trẻ con cứ thập thò từng tốp, rồng rồng rắn rắn. Lúc chúng xuất hiện chỗ này, lúc thì chỗ khác, chúng hát đồng sao. Những câu hát rất lạ, nghe kỹ rồi chấp nối được bài hát như sau. Tật Lê Trầm Bắc Thủy, Lý Tử Thọ Nam Thiên, Tứ Phương Can Qua Tịnh, Bát Biểu Hạ Bình An. Tạm dịch: Tật Lê chìm biển Bắc, cây lý dợp trời Nam, bốn phương chinh chiến hết, tám hướng hưởng thái bình. Nghe thì nghe, nhưng ít người hiểu. Bỗng có cụ già râu tóc bạc phơ đi tới. Mọi người súng lại hỏi. Cụ bảo họ đọc lại từng câu, rồi giảng giải. Đây là điểm họ Lê mất, họ Lý lên, can qua hết, thiên hạ thái bình. Nói xong, cụ biến mất. Ai nấy đều lấy làm sung sướng vì sắp thoát khỏi cảnh đầu rơi máu chảy hàng ngày do hôn quân tàn ác. Vì vậy họ nô nức hát theo lũ trẻ, dường như cả chợ, dường như cả phố phường đều hát theo lũ trẻ. Chẳng mấy chốc, lời đồng sao bay khắp kinh thành cùng với tin ngoại triều đã chết. Quan tri khu mật viện Trần Cảo hấp tấp vào triều bị cấm quân gạt lại. Ông bèn rẽ vào nhà quan Thái Bảo Đào Thạc Phụ bàn chuyện cơ mật. Hai ông chủ liệu việc phò ấu chúa lên ngôi hay đi tìm chân chúa. Băn khoăn mãi, Trần Cảo mở lời: Sinh thời nhà vua tàn ác quá, dân chúng cả nước còn oán giận sâu sắc lắm. Nay lại đưa ấu chúa lên ngôi, ắt loạn to. Đào Thạc Phụ hỏi lại: Vậy theo ông thì tìm người ấy ở đâu bây giờ? Ông có nghe trẻ hát đồng dao rồi chứ? Điềm trời đã chỉ ra như thế, tưởng không theo không được. Ý ông muốn nói đến việc Tôn Tả Điện Tiền Đô chỉ huy phó sứ Lý Công Uẩn lên ngôi quân trưởng. Phải, Trần Cảo đáp gọn lòn. Thế là hai ông liền nhóm họp các quan đầu triều để bố cáo lập vua mới. Đầu đuôi câu chuyện là như vậy. Cho nên khi thấy Lý Công Uẩn còn phân vân, Đào Cam Mộc đã đem ý mình đi tỏ bày, bàn thảo với những người tâm phúc. Ai cũng bảo việc nên làm, hóa nên việc thành, công bày xếp của Đào Cam Mộc lớn lắm. Vì thế, Lý Công Uẩn vừa gả con gái, vừa phong tặng tước cho Đào Cam Mộc. Phần là để đền đáp ơn tri ngộ, phần là để cố kết vây cánh. Nhưng trước hết, nhà vua truy phong cho cha mình là Hiển Khánh Vương, mẹ sinh là Minh Đức Thái Hậu, lại phong cho anh của mình là Vũ Uy Vương. Con của Vũ Uy Vương là Lý Trưng Hiền, được phong làm Thái Úy. Hoàng Thúc, chú vua, được phong là Vũ Đạo Vương. Trần Cảo làm tướng công, Ngô Đinh làm khu mật sứ. Đào Thạc Phụ có công sướng xuất việc phù lập nên vẫn được giữ chức Thái Bảo. Đặng Văn Hiếu làm Thái Phó. Phí Sa Lỗi làm Tả Kim Ngô. Vệ Trúc làm Hữu Vũ Vệ. Đặc biệt đưa Nguyễn Đê vào giữ chức khu mật viện chánh trưởng. Hết thảy các quan triều trước đều được lưu dụng, phần đông được giữ nguyên chức cũ. Bổng lộc phân chia theo thứ bậc khác nhau, nhưng vì nước còn nghèo, kho tàng trống rỗng, nên đặt ra bổng lộc cũng chỉ là sự hư đãi thôi. Và cùng một lúc nhà vua lập năm bà hoàng hậu. Hoàng hậu đích, tức Lê Hoàng hậu, thì gọi là Hoàng hậu lập giáo. Ngoài ra, nhà vua còn cử viên ngoại lang Lương Nhậm Văn và Lê Khánh Tài là những người có sức học rộng, lại biện bác giỏi sang xứ nước Tống để kết mối bang giao. Vua đích thân căn dặn hai vị sứ giả và cho thêm vàng bạc để tiện việc dò tìm tin tức sâu nông về mưu đồ của nhà Tống đối với nước ta, cùng các việc họ bài bố binh lực trên vùng biển ải hai nước. Tạm yên công việc triều chính, nhà vua bèn xa giá trở lại gia hương tại làng Dịch Bàng, Châu Cổ Pháp. Dân chúng hoan hỉ đón chào vị vua mới là người làng mình. Từ các cụ già đầu tóc bạc phơ, vận quần áo đỏ, chống gậy trúc, đến các trẻ nhỏ
mới lẫm chẫm biết đi đều ra khỏi làng tới hơn một dặm để cung nghinh. Họ đem theo tất cả các thứ cờ quạt tàn lọng hiện có trong các đền chùa và cả trống đồng cùng chiêng mõ khiêng vác hàng dàn. Thỉnh thoảng các nhạc công lại dừng lại đánh bài nhã tụng thật là tưng bừng, khiến không khí làng quê sôi động hẳn lên, chẳng khác gì ngày hội. Vua chẳng phải ai xa lạ, chính là chú Tiểu Tăng 30 năm trước theo hầu thiền sư Vạn Hạnh tại chùa Lục Tổ của hương ấp này. Sự thân tình gần gũi ấy khiến các bậc từ trung niên tới lão niên không ai là không có đôi chút gọi là kỷ niệm hoặc hoài niệm về tuổi ấu thơ của nhà vua. Và rồi những lời đồng giao, những huyền thoại, những bí ẩn về thân thế đức vua vẫn ngấm ngầm truyền tụng từ mấy chục năm này, bỗng òa vỡ như là một sự báo ứng, sự linh ứng của trời Phật. Kiệu vua vừa tới, các bô lão theo phong tục của hương ấp đội ra dâng vua 7 mâm bánh dày làm bằng gạo nếp thơm trắng phao. Nhà vua xuống kiệu, nâng các cụ đứng dậy, và vua tự dìu cụ Mốc xóm Đông là người cao tuổi nhất làng trở về ngôi miếu thờ thần. Sau khi tạ thần linh tại ngôi miếu cổ, vua thân vào chùa Lục Tổ tạ ơn Phật. Ai nấy đều ngơ ngác vì không thấy thiền sư Vạn Hạnh ra tiếp vua. Nhà chùa cho hay thiền sư mới vân du cách đây 2 ngày, và ngài có dặn thế nào cũng diện kiến đức vua trong dịp nhà vua trở lại gia hương. Trước khi về thăm lại ngôi nhà nhỏ bé của mình, vua ban lộc cho các bô lão trong hương ấp. Trời vừa sẩm tối, cả hương dịch bàng bừng sáng như một đêm hội hoa đăng. Tiếng phách xanh điểm nhịp cho các giọng hát cất cao, vang âm khắp các hang cùng, ngõ hẻm. Các cụ già bảo nhau, từ tiền cổ tới giờ, làng dịch bàng chưa bao giờ vui như thế. Cũng từ tiền cổ tới giờ, dân dịch bàng chưa bao giờ được ân tứ vua ban rộng khắp như thế. Vừa xong khóa lễ đêm, thiền sư Vạn Hạnh thong dong bước ra sân chùa. Ông ngửa mặt nhìn bầu trời đầy sao, hít một hơi thật sâu vào trong lồng ngực, rồi đi bách bộ. Đêm mùa xuân tĩnh mịch, đâu đó tiếng nước suối tuôn róc rách. Xa xa, tiếng nai gỗ, tiếng mang tác, tiếng tắc kè từ vách núi sau chùa thả từng nhịp chắc nịch vào rừng đêm. Dưới ánh sao xanh mờ, thiền sư dừng bước trước cội thông già bên phiến đá to ước nửa chiếc chiếu trải giường nằm khuất phía sau vườn chùa. Thiền sư cúi xuống, giờ đôi bàn tay răn reo với cả 10 ngón khum khum trên phiến đá như giờ một vật báu. Khí đá lạnh như một con hàn xà len lỏi khắp huyết quản ông. Nhà sư dùng mình ớn lạnh. Vừa lúc chú Tiểu Bảo khoác lên lưng thiền sư tấm áo kép rồi chắp tay lễ phép thưa: Bạch thầy, đêm lạnh, khí núi cây rừng lam trướng, con mời thầy vào nhà nghỉ. Nhà sư già lơ đãng đáp, dường như trong tâm não ông đang đeo đuổi nghĩ suy về một điều gì đó. Với phận sự kẻ bề dưới, Tiểu Bảo lại nài nỉ, Bạch thầy, con mời thầy vào tăng đường. Thôi được, con để ta ở ngoài này một lát. Các việc ta khiến, con đã làm xong chưa? Bạch, con đã làm đúng như thầy dạy. Ta cho con về đi ngủ, đêm nay ta có việc bận. Không dám trái ý thầy, Tiểu Bảo ghé qua chai đường, xem lại các vật đã bày biện. Bộ đồ trà men ngọc, lau chùi sạch sẽ, đặt ngay ngắn giữa sập gỗ trải chiếu trơn, mép viền vải nâu. Chiếc ấm giỏ sơn then, hộp trà cúc làm bằng trúc đằng ngà lên màu sáng bóng. Chiếc siêu đất đổ đầy nước giếng mạch, đặt trên bếp lò chất than hoa, có thêm củi nòm. Chỉ việc châm lửa, một loáng là sôi. Chừng như chưa yên tâm, Tiểu Bảo lại mở nắp đỉnh trầm, xem đã bỏ đủ trầm chưa. Tiểu cũng không quên đảo mắt vào đĩa đèn, dầu đã rót đầy ắp. 7 ngọn bấc mới tinh nằm quanh miệng đĩa,
đều ngóc đầu lên như lũ tằm đói sâu. Tiểu Bảo tự nhủ, lát nữa thầy ta vào, chỉ ném một mẩu đóm là đỉnh trầm kia sẽ nghi ngút tỏa hương thơm. Lại hôi chiếc đóm lửa một vòng, bảy ngọn bấc kia sẽ biến thành bảy ngôi sao lung linh tỏa sáng. Đặt hộp đèn nhỏ xuống chiếc ghế đầu, Tiểu Bảo khép cửa lui về phòng tăng, lòng băn khoăn tự hỏi. 10 năm hầu hạ thầy, ta chưa bao giờ thấy thầy tiếp khách đêm đượm vẻ trang nghiêm, huyền bí như thế này. Chàng tự hẹn, nhất định ta phải thức để rình xem khách là bậc cao tăng nào mới hạ sơn. Thiền sư Vạn Hạnh vén vạt áo cà sa, tĩnh tọa trên phiến đá. Toàn thân nhà sư lạnh cóng như ngồi trên tảng băng. Sư toan vận khí cho cơ thể ấm nóng lên, nhưng ông đã không làm thế. Và từ đâu đó hiện về trong óc não thiền sư, cảnh huống đã diễn ra cách đây đúng 36 năm. Ở có nhẽ, vào tháng 2 năm Giáp Tuất 974, nay là tháng 2 năm Canh Tuất 1010, năm ấy Lý Công Uẩn chào đời. Ta đang ở chùa Lục Tổ Hương Dịch Bàng, theo học đạo với thiền ông đạo già. Nghe nói ở Hương Thái Bình có người đàn bà họ Phạm đi cắt cỏ trâu phía sau chùa Tiêu này, gặp người thần giao cấu trên một phiến đá, sinh ra Công Uẩn. Công Uẩn được 3 tuổi, Phạm thị đem đến nhờ sư Lý Khánh Văn chùa Kiến Sơ, Hương Phù Đồng nuôi dùm. Lại cũng nghe nói cha mẹ Công Uẩn là 2 kẻ cùng làm công quả trong chùa, đầu mày cuối mắt lén vụng rồi có chừa nên phải ra khỏi chùa. Lại còn. Ôi thế gian thật là nhiễu sự, sinh hóa là chuyện thường hằng. Cũng may mà ta mang họ Nguyễn, nếu không việc ta nuôi dạy Công Uẩn, đời lại chẳng ngờ ta cũng là cha nó không chừng. Sự thực ta với Công Uẩn chỉ là một sự túc duyên. Lại như chuyện nhà chùa đón nhận một đứa trẻ do thế gian trao gửi là việc làm hết đỗi bình thường nơi cửa Phật. Huống hồ Khánh Văn vốn là một người đạo hạnh thì chẳng thể nào chối bỏ một sinh linh. Việc như thế chẳng cần phải so đo tính toán đối với một bậc chân tu. Thế nhưng miệng tiếng thế gian lại chẳng thể nào mà che bịt được. Vì vậy khắp vùng này người ta đồn ầm lên rằng đứa trẻ ấy chính là con đẻ của Khánh Văn, và người ta đặt vè diễu nhạo: con ai đem bỏ chùa này, A-di-đà Phật, con thầy, thầy nuôi. Ta biết sớm muộn rồi đứa bé cũng tìm được cha nó, nhưng dù có tìm được hay không, người đời vẫn thiên về những điều rắc rối. Và vì thế lịch sử sẽ lao theo những dấu vết mù mờ, rồi để lại cho hậu thế một mối tơ vỏ rối, nối đời không thể dò tìm. Từ ngày Khánh Văn ký thác Công Uẩn, trong mấy chục năm liền, ta đã bỏ không biết bao tâm lực và sức lực trong việc giáo hóa, cũng như khai mở tâm tuệ cho Công Uẩn, để Công Uẩn trở thành đấng bậc chăn dân. Nói cho đúng, thì Khánh Văn đã trao cho ta trách phận bảo trọng một vật báu quốc gia. Nếu như nhời đồn thì nhà vua đã được hoài thai trên phiến đá này, hóa nên phải coi phiến đá này như vật báu truyền gia của dòng họ Lý, thì Công Uẩn đã chẳng mang họ Lý là gì. Thiền sư lấy ngón tay trỏ miết nhẹ lên trên mặt phiến đá 4 chữ mà ông thầm đọc ở trong đầu: Lý Gia Linh Thạch. Trong chùa Tiêu Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, hiện còn lưu giữ một phiến đá có hàng chữ Lý Gia Linh Thạch đặt trong đài bia cạnh chùa, nghĩa là đá thiêng của dòng họ Lý.